Hi, xin chào mọi người, mình là Lan đây. Đã rất là lâu rồi thì các bạn được gặp mình trong video như thế này. Video ngày hôm nay sẽ là video thứ 3 trong series Back to School 2018. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về productivity tip, là những tip giúp tăng năng suất trong việc học. Mình nghĩ là cái tip này thật sự rất là, những cái tip mà mình sắp chia sẻ tới đây thì thật sự rất là cần thiết cũng như là hữu ích để tới tất cả mọi người trong lứa tuổi còn học sinh giống như mình. Thì nếu mà các bạn thích video này, cảm thấy nó rất là bổ ích thì các bạn đừng quên nhấn like cũng như là share cho video này. Ngoài ra thì đừng quên subscribe channel của mình. Nếu mà các bạn có ý tưởng nào hay ho cho một video Back to School nữa thì các bạn cứ comment bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì tụi mình cũng bắt đầu luôn. Mà khoan, thật sự ra thì cái video này mình cũng có lòng tiếng trước để nói cho các bạn dễ hiểu hơn, nghe thì nó sẽ hay hơn ấy. Nhưng mà tại vì tiếng mình thu nó bị nhỏ cho nên là mình quyết định sẽ ghi sub cho các bạn, là ghi phụ đề cho các bạn thôi chứ không có lòng audio nói, cho nên là mong các bạn thông cảm cũng như là vì nghe nhạc cũng rất là hay, cho nên là các bạn đừng có trách mình nha. Còn giờ thì mình cũng bắt đầu thôi.